trinh tiết ngày nay thì không còn quan trọng như ngày xưa nữa, nhưng nó vẫn là vấn đề rất là nhạy cảm. Và cách phân biệt hoặc làm như thế nào để biết một người con gái còn hay đã mất và đã làm cái chuyện đấy bao nhiêu lần, hoặc nhìn vào màu sắc như thế nào để biết tần suất của cô đấy, thì ngày hôm nay Giang Venus có thể chia sẻ cụ thể hơn để cho các đấng mày râu có thể tìm hiểu và hiểu thêm về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi khám phá. Ok, let's go. Trinh tiết là gì? Trinh tiết là thể hiện sự trinh trắng và trong trắng của một người phụ nữ khi mà chưa làm cái chuyện đấy bao giờ hết. Và nếu mà lần đầu tiên làm thì cái chỗ đó nó sẽ bị chảy máu, người ta hay gọi là rách trinh hoặc là bị mất trinh. Và trong trinh tiết như thế thì có rất là nhiều loại trinh, có rất là nhiều kiểu trinh. Ví dụ như là trinh, tôi phải nói như thế nào nhỉ? Các bạn có thể nhìn hình bên cạnh nhá, có dạng trinh thì có nhiều lỗ để cho kinh nguyệt có thể chảy ra, nhưng có một số trinh rất là kín hoặc có một số cái màng trinh rất là dày, người ta hay gọi là trinh trâu. Với những chị em nào mà gọi là trinh trâu ấy, thì cái màng trinh khi mà bị rách xong thì nó sẽ không tiêu biến và nó có thể dính liền vào một phần vào cổ tử cung, nên là khi mà chúng ta ân ái hoặc chúng ta rửa hoặc chúng ta ví dụ đặt xe thiết chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sờ được một cái mềm mềm tròn tròn, thì đấy chính là cái phần màng trinh ngày xưa mình chưa tiêu biến, các bạn hoàn toàn chú ý nhá. Còn với một số bạn mà lần đầu tiên làm mà nó đã rách rồi, nhưng mà có một số bạn màng trinh nó rất là mỏng đến mức độ mà chúng ta có thể ngã xe đạp thôi, hoặc chúng ta có thể xoạc thôi, tập thể dục thể thao hoặc tập võ thôi mà nó cũng đã rách rồi. Hoặc có một số bạn thì phải lần thứ hai, lần thứ ba thì khi mình làm tình mạnh thì chỗ đấy nó mới ra một chút máu hồng hồng. Thì tùy cái màng trinh này như thế nào thì là do cách cơ địa như cấu tạo bộ phận cơ thể của các chị em phụ nữ, nên là tôi chỉ muốn nói thứ nhất là trinh tiết hoặc là cái màng trinh là ngày xưa thì nó là chứng minh là cái nơi mà chị em phụ nữ chưa ân ái bao giờ, và người đàn ông nào mà là lần đầu tiên với người phụ nữ đấy thì gọi là rất là để đời và người đấy rất là thích, rất là sướng. Còn ngày hôm nay đến giờ phút này thì người ta vẫn có thể làm màng trinh giả mà. Và bây giờ chúng ta cùng đi khám phá ba dấu hiệu để tìm hiểu là cô này đã còn hay đã mất các bạn nhé. Thứ nhất, sự khác biệt về dáng đi. Thực sự để mà nói cách nhận biết là cô này còn hay cô này mất rồi ấy, thì không phải chàng trai nào cũng nhìn thấy được điều đó. Tại vì là đa số một số bạn đã mất rồi nhưng đi rất là ngon. Đó là vẫn là rất là, phải nói làm sao nhỉ, thon thả và đi rất là đẹp. Nói về phần dáng đi thì cũng không phải là nó quá rõ ràng. Một số người thì nói là chân đi hai hàng ấy, nhưng cũng không chi tiết. Nhưng mà chủ yếu các bạn để ý cho tôi dáng ngồi. Với một số bạn nào mà vẫn còn thì ngồi chân khép rất là nhiều, tại vì nó là một cái thói quen mà. Còn bạn nào đã mất rồi thì khi mà ngồi thì chân hay dạng ra, hay ngồi dạng thành bành. Và cái phần hông ấy, bạn nào mà đã mất rồi thì phần hông này nó sẽ bè, sẽ to, và phần mông này sẽ to bè ra và nhìn nó sẽ rộng hơn. Còn bạn nào mà chưa mất thì nhìn chỗ này nó cũng sẽ, nói là sẽ vừa phải hơn. Thực chất đây chỉ là cái tỷ lệ tương đối thôi các bạn nhé. Hai, nhạy cảm và ngại ngần khi nhắc đến vấn đề quan hệ. Cái này là hoàn toàn chính xác này. Có những cô gái mà chưa làm chuyện đấy bao giờ thì khi mà nhắc đến cái vấn đề ân ái thì cô ấy sẽ đỏ mặt, hoặc cô ấy sẽ ngại, hoặc cô ấy sẽ lảng tránh, hoặc cô ấy không muốn nói, hoặc cô ấy nghĩ cái vấn đề ân ái dường chiếu là một cái gì đó rất là đen tối và kinh tởm ấy, kiểu đấy, và cô ấy không muốn nghe. Còn với những bạn nào mà đã làm cái chuyện đấy rồi thì họ nói rất là thoải mái, rất là tự nhiên, và họ không có chút gì về ngại hoặc là dè dặt cả. Nhưng mà cũng có thể một số cô thì rất là bạo miệng, mặc dù chưa có chuyện đấy nhưng mà khi mà nghe nói có thể quen thì vẫn có thể nói theo cái cuộc vui được. Đấy, nên là tùy, nhưng mà tôi nghĩ là khi mà nói về vấn đề ân ái thì nhìn vào biểu hiện của từng mặt, ai nói dối hay ai nói thật, chỉ cần nhìn vào đôi mắt thì tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ hiểu hơn ai hết. 3. Lần đầu quan hệ nói lên tất cả. Có thể là dáng đi dáng đứng chúng ta còn khó nhận biết, hoặc là cách ngồi nói chuyện chúng ta còn khó nhận biết, nhưng mà chắc chắn lần đầu thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Thế nên mới có chuyện để nói, đó là có những người con gái làm nghề thì khi đã ngủ với rất là nhiều người rồi, khi mà gặp được người đàn ông đích thực của mình mới đi vá lại cái đấy. Và khi mà vá lại cái đấy thì người đàn ông qua buổi lần đầu tiên ân ái thấy máu thì vẫn ra, nhưng mà vẻ mặt, cái từng cái điệu rên, từng cái ánh mắt, từng cái điệu buông lơi, hoặc là từng cái cúm nhấp là người ta đã biết người này rất là thành thạo rồi. Nên là có rất là nhiều anh chàng khi biết vợ như thế thì đã bỏ không lấy, hoặc là đã ly dị, hoặc là tan cửa nát nhà. Nên là tôi muốn nói cho các bạn, đó là cái lần đầu với những người phụ nữ nào mà chưa từng trải qua ấy, đầu tiên rất là sợ hãi và họ rất là canh chừng, không biết là cái đấy nó to, nó vào đến đâu rồi, và họ chỉ cúi xuống họ xem liệu nó đã ra máu chưa, và không biết cái cảm giác ra máu nó sẽ thế nào. Người ta rất là tò mò tại vì lần đầu tiên của người ta, và người ta không chịu bực đau, và lần đầu tiên thì không có nhiều nước đấy, tại vì là nó rất là hồi hộp và nó lo sợ nữa, nên là mọi thứ rất là căng thẳng với những cô gái lần đầu tiên và rất là vụng về. Dù mình có xem phim con heo hay như thế nào chăng nữa thì họ cũng không đủ kinh nghiệm giường chiếu, và họ rất là đau đớn và họ không được sướng trong lần đầu tiên. Còn với những cô gái mà đã làm cái chuyện đấy nhiều lần rồi thì lần đầu thì khi mà đã ân ái thì họ gần như là đa số lại là người chủ động, và từng điệu gen, từng cử chỉ, hoặc là từng cái tư thế chỉ cần quẫy người lại, hoặc là nâng mông lên, hoặc tóc gì các thứ là họ vào nằm sẵn cái tư thế đấy rồi. Nên là chúng ta sẽ nhận biết được rất là dễ về cái lần đầu tiên của người phụ nữ sẽ như thế nào. Sản phẩm Venus Amorius giải quyết các vấn đề về yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, dương vật không cương cứng, có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đẩy lùi mãn dục nam, sinh tinh bổ huyết, là sản phẩm của tập đoàn Venus Group. Venus Amorius lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Những quan điểm sai lầm của đàn ông về trinh tiết của phụ nữ. Thứ nhất, đầu ngực thâm đen nghĩa là mất trinh.
nghe thì có thể hơi khuất phục một tí đúng không? Các bạn nghĩ là cái gì làm nhiều chỗ đấy sẽ thâm đúng không nào? Nhưng có một sự thật đó là do cơ địa hoặc là do nội tiết tố thì cái phần đầu ngực có những chị em mà chưa làm tình bao giờ nó cũng sẽ thâm, cũng giống như cô bé vậy. Và những cái chỗ kín thì đa số những chỗ kín thì thường hay thâm, ví dụ như nách, ví dụ như ngực hoặc là ví dụ như vùng kín. Nên là nếu mà để nói về nhìn ngực thôi thì như thế thì chưa thể nào mà kết luận hẳn. Có một số chị em thì ngực đầu ngực rất là hồng, rất là đỏ, nhìn rất là mơn mớn, rồi mang thai hoặc là quan hệ nhiều, chúng ta liếm, chúng ta mút hoặc chúng ta vân vê ở cái phần đầu ngực nhiều thì chỗ đấy nó sẽ chảy xệ và chỗ đấy nó sẽ có thể thâm, đó là bình thường. Nhưng có một số chị em thì làm mãi mà nó vẫn hồng đấy, và có một số chị em thì trước kịp làm gì nó đã thâm rồi, nên là cái vấn đề nghĩ là cứ làm tình nhiều thì đầu ngực thâm là tôi nghĩ là nó không đúng. Thứ hai, vùng da đùi bị thâm nghe lại hoàn toàn vô lý đúng không? Vùng da đùi này thâm thì liên quan gì vấn đề còn hay mất? Các bạn cứ tưởng tượng nhá, ví dụ như ngày xưa chúng ta đi xe đạp và chưa có xe đạp điện, chúng ta hay ngoái bên này ngoái bên kia đúng không, thì cái phần da đùi này sẽ tiếp xúc với cái yên xe đạp và phải hoạt động rất là nhiều giống như cái vùng bẹ thì nó sẽ bị thâm đấy. Cái gì cũng hoạt động nhiều thì nó sẽ thâm thôi. Nên là các bạn nghĩ rằng nếu những cô gái nào mà cứ quan hệ nhiều thì giờ vùng da đùi này thâm là hoàn toàn sai. Bên cạnh đó còn có một số chị em đang mặc sai quần lót, mặc sai size của quần lót, size của quần lót có S, M, L, nhưng một số chị em lại chọn chưa đúng, nên là khi mà mặc xong về phần cô bé, về phần nội y nó chặt quá, làm cho cái phần mạch máu giữa phần đùi non với phần bên trên nó chưa được giao tiếp, chưa được giao hợp và chưa được lưu thông, nên nó có thể bị thâm ở bên dưới. Nên cái vấn đề về đùi thâm mà nói rằng người này đã mất trinh hay là người này quan hệ nhiều, tôi thấy nó hoàn toàn vô lý. Thế tôi hỏi thật là những bạn nào mà ở bên châu Phi hoặc những bạn nào mà da đen bánh mật thì chắc là bạn ấy mất trinh từ lúc mới sinh mất đúng không? Thứ ba, cô bé thâm và sậm màu hơn. Có thể một phần thâm là do cơ địa, một phần thâm là do quan hệ tình dục nhiều, một phần thâm là do sinh nở. Nhưng mà cái vấn đề như tôi nói về bầu ngực đấy, một số bạn là bẩm sinh đã thâm rồi. Và những cái bạn như thế thì bạn rất là tự ti và bạn rất là sợ là mình chưa ân ái bao giờ mà mình thâm như thế này thì không biết bạn trai có nói gì mình không hoặc nghĩ mình như thế nào không. Thì tôi nói thật là không phải ai cũng mong muốn điều này xảy ra cả. Nếu mà bị thâm như thế tôi nghĩ bạn trai cũng sẽ là một phép thử thôi. Tại vì nếu mà bạn ấy hiểu thì bạn ấy còn yêu bạn rồi sau này hạnh phúc, còn nếu mà bạn vì cái đấy mà bạn ấy không hiểu ấy thì tôi nghĩ là đã chọn nhầm người và không đến với nhau thì càng tốt. Tại vì mỗi cái vấn đề này mà không cảm thông cho nhau, thời gian tới khi lấy vợ lấy chồng, khi về với nhau cùng một mái ấm rồi thì những vấn đề khác sẽ cảm thông với nhau như thế nào đúng không? Nên là cái vấn đề mà chỗ này nó bị thâm hoặc là chỗ này nó bị làm sao đó mà cứ nghĩ là người này hư hỏng hoặc là người kia do quan hệ với nhiều người đàn ông ấy, thì tôi nghĩ đây là một cái suy nghĩ hơi bị tiêu cực và hoàn toàn sai. Ngày xưa thì chúng ta hay nói đó là trinh tiết là cái ngàn vàng đúng không nào? Còn xã hội ngày nay càng ngày càng phát triển, càng ngày càng mở rộng và càng có những cái tư duy phương Tây vào, thì cái vấn đề đó là ăn cơm trước kẻng hoặc là vượt qua trái cấm ở cái độ tuổi sinh viên thì tôi thấy là hoàn toàn bình thường, miễn là làm sao mà chúng ta không để những cái hậu quả tránh tiêu cực xảy ra thôi. Hoặc là cũng có một số người vì cái màng trinh này mà tan cửa nát nhà, nhưng mà cũng có một số người thì người ta không quan tâm quá khứ của bạn như thế nào hết. Người ta bảo là đừng lấy vợ về làm ca ve mà hãy lấy ca ve về làm vợ, nghe thì nó không được hay cho lắm nhưng mà nó là sự thật. Nên là tôi muốn nhấn mạnh một điều đó là thứ nhất là càng ngày càng phát triển rồi thì các bạn không nên quá khắt khe về vấn đề trinh tiết như thế này, nhưng không đồng nghĩa là chúng ta quá là thả lỏng, chúng ta quá là buông lơi mà chúng ta có thể ngủ với trăm thằng cũng được đấy. Tiếp theo nữa đó là những bạn đàn ông, nhiều người cứ đòi hỏi người vợ của mình phải là số một của mình trong khi mình đã ngủ lang trạ với rất nhiều người cô gái khác, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên xem xét về cái vấn đề này. Còn những cái suy nghĩ đó là cô này chỗ này thâm, chỗ này hồng, tại vì nếu mà bạn có tiền bạn cũng có thể đi spa chỗ này tẩy thâm tẩy trắng được mà, nên là những cái đấy nó chỉ là phiên phiến và phần tương đương nào đó thôi. Còn nếu bạn yêu một ai đó về tâm hồn, vì cách làm tình hoặc vì một cái gì đó thì tôi nghĩ nó sẽ dài, nó sẽ tiến sâu hơn về cái cuộc yêu này. Còn yêu chỉ vì thể xác, vì chỗ này nó thâm, chỗ này nó ngon, con này chưa mất trinh bao giờ, thì tôi nghĩ là đấy không phải là một yêu trường tồn, mà đấy chỉ gọi là ham muốn thể xác nhất thời và chứng tỏ mình chinh chiến, mình thể hiện chiến tích hơn mà thôi.